đầu em chưa tin, vì là cái từ truyền thống từ trước đến giờ thì là ở em là họ gieo mạ từ 18 đến 20 ngày là họ cấy. Nhưng mà em chưa nhìn thấy thực tế mà mạ của cái bài dự thi này chỉ có từ 10 đến 12 ngày là họ cấy. Nên em trông cái mạ nó nhỏ như cái tăm ấy, nó lon lắm. Mà nhổ mạ thì nghĩ là nó sẽ hỏng, nó đứt hết, nó lon quá. Nên là em không tin, em chưa tin. Nhưng mà khi mà nhổ xong ấy thì là em cấy, đến khi cấy cái mạ lon thì em rất là ưng ý. Vì là cấy thưa này, rồi là cấy nhỏ rảnh này, rồi là cấy thẳng hàng, phải giảm được 50% thóc giống. Đấy. Mà lại là đẻ nhanh, đẻ khỏe, rõ rệt là không thấy sâu nhiều. Nhìn chung thì cấy thì bước đầu thì cũng thấy có những cái thuận lợi, là thứ nhất là cấy cạn thì đỡ tốn được công, mà cấy thưa thì tiết kiệm được ngày công. Thứ hai nữa là lúa đẻ nhánh được nhiều hơn. Thứ ba nữa là vãi phân cạn thì không bị rửa trôi. Trước đây là nông dân là canh tác theo truyền thống, thì người ta làm theo cái ý thích, sở thích của người ta. Nhưng khi dự án về thì có những cái mới, ví dụ như là chuyển hoàn toàn từ phân bón đơn sang phân bón tổng hợp, cũng là một cái việc vận động nhân dân. Cái thứ hai là theo cái hình thức canh tác của dự án, là các đợt bón phân thì đều phải siết để đảm bảo cái hiệu quả của phân bón tổng hợp. Công ty đưa giống DH1 về là cho chúng em là siết chặt nước, mà chúng em cấy rất là dễ dàng, mà làm ruộng cũng rất là nhàn so với trước canh tác cũ của chúng em. Thông qua cái kết quả dự án, chúng tôi mong muốn rằng là các nhà chuyên môn sớm đúc kết kinh nghiệm của các cái gói công nghệ mà tham gia thi trong cái dự án này, và tham mưu cho lãnh đạo của các tỉnh và trung ương là sớm chọn một cái gói công nghệ hiệu quả nhất để chỉ đạo áp dụng trong toàn tỉnh và toàn quốc, để đảm bảo mang lại cái hiệu quả kinh tế cho các cái thành viên sản xuất trong nông nghiệp. Thứ nhất là giống này, giống thì giống thóc giống đưa về là với hạt gạo là rất là ngon. Và thứ hai nữa là cấy lúa xuống thì mạ gieo thì cũng rất là dễ gieo. Thế còn về phần chăm bón ấy thì cấy thưa này, mà cây lúa thì rất là cứng. Khi bón phân ấy thì phải tháo kiệt ruộng, nước ruộng đi thì ta mới bón phân. Thì cây lúa cứng cây mà lại đẻ nhánh nhiều. Và khi lúc mà lúa chỗ bông rồi thì rất là đều. Bắt đầu đến vụ thứ 3 thì bà con mới nói rằng là cái dự án này thế mà hay. Đấy, thì hiện nay chúng ta sau khi mà sản xuất 4 vụ rồi ý, thì nông dân đánh giá là cái giảm khí thải nhà kính thì chúng tôi không biết là giảm được chỗ nào. Nhưng mà cái mô hình sản xuất mà đưa vào cho nông dân sản xuất thì thấy nó có cái thuận lợi, và cái kết quả năng suất nó sản xuất thì nó sẽ cao hơn so với sản xuất là thậm chí của nông dân theo cái canh tác tập quán. Quy trình như thế này là rất thuận lợi cho bà con. Như thế là cấy thì là được năng suất cao này, thế rồi là ổn định này, thế rồi lại được có nghĩa là được bà con được công ty cân đong đo đếm này, được là bán tận nơi tận chốn này, thu mua này thuận tiện này, dễ dàng này, thế rồi cây lúa thì phát triển sinh trưởng tốt. Đến vụ thứ 4 thì nhân dân rất là phấn khởi, tức là sau khi đưa dự án về năng suất rất cao, thế và giảm được những cái mà cần thiết, ví dụ như là cung cấp nước và cho hợp tác xã tạo điều kiện điều hành hợp tác xã nông nghiệp, tức là giảm cái thời gian mà chúng ta chi phí để điều hành nước. Cái thứ hai là về phân bón thì rắc một lần. Cái thứ ba là về sâu bệnh thì giảm hẳn, năng suất thì tăng rõ rệt. Giá thành thì mình bán thì nó được giá thành, và hơn nữa là coi như chi phí được tất cả mọi thứ trong gia đình. Có nhiều nhà thì sắm được tivi rồi tủ lạnh các thứ. Như chúng tôi đây thì ông bà già thì sắm được những cái quạt hơi nước, rồi là cái bình nóng lạnh, hoặc là cái cây lọc nước đấy về cho gia đình, phấn khởi lắm. Mỗi năm một sản phẩm. Nếu như mà chúng tôi mà cái dự án này đã kết thúc thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là công ty Thái Bình Xít cũng cố gắng hỗ trợ cho xã chúng tôi là thứ nhất, và thôn Công Bình chúng tôi là cố gắng này theo để làm dự án. Mà nếu như mà công ty mà không cho về dự án nữa thì chúng tôi cứ tiếp theo cái chương trình của chúng tôi là học hỏi, rồi chúng tôi cứ vậy chúng tôi làm.
thì là bán cái giá chất lượng thì nó quá cao, thì dân rất phấn khởi.